trong nội dung chất vấn của sáng nay thì liên quan đến vấn đề sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, đại biểu đề nghị Bộ Nội vụ làm rõ chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi thực hiện chế độ thôi việc, nhất là đối với địa phương chưa tự cân đối được nguồn ngân sách và gặp khó khăn về nguồn kinh phí thực hiện. Hiện nay chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi thực hiện chế độ thôi việc thì phụ thuộc vào cái nguồn lực, khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Trong khi đó thì đa số các địa phương thì chưa tự cân đối được cái nguồn ngân sách và gặp khó khăn về cái nguồn kinh phí thực hiện. Xin Bộ trưởng cho biết trong thời gian tới thì Bộ trưởng có giải pháp gì để tham mưu cho chính phủ để giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã được hưởng đầy đủ các chế độ khi thôi việc là do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Nguồn kinh phí để các địa phương giải quyết cái chế độ chính sách dôi dư này thực sự rất là lớn. Thì ở đây thì đối với lại các địa phương mà tự cân đối được ngân sách thì theo phân cấp ngân sách thì các địa phương sẽ phải cân đối để bố trí cái nguồn kinh phí để sắp xếp cán bộ dôi dư theo các cái nghị định của chính phủ cũng như là nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh mình. Thế còn lại đối với lại các địa phương mà không tự cân đối được ngân sách thì các đồng chí, các địa phương sẽ tổng hợp lên để chúng tôi tổng hợp và báo cáo với lại chính phủ để cấp ngân sách để thanh toán cái nguồn kinh phí giải quyết tinh giảm biên chế, trong đó có cái việc là thực hiện cái chính sách dôi dư cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp huyện cũng như là đặc biệt là ở cấp xã.